Thưa các bạn, đây là cái sa nhân tím. Chúng tôi đã trồng ở bệnh viện công an, đã trồng đấy hai luống sa nhân tím. Tuy nhiên là thằng sa nhân tím này là cây di thực từ phía Bắc về, nó không phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở đây, đâm cái tỷ lệ sống của nó là cực kỳ là hiếm hoi, chỉ duy còn lại được hai bụi, còn có thể nói là tạm sống được và duy trì. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc và giữ gìn thì may ra sẽ có được cái giống sa nhân mà trồng tại đất Hải Phòng. Cái thực ra giống này là phải trồng trên mặt Bắc, nó chịu được cả xứ lạnh chứ về xứ nóng này là gần như là không tồn tại được. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có hai bụi trong cái giống này, chúng tôi vẫn đang cố gắng chăm sóc. Ngoài ra kia còn một ít cây đương quy nữa, cũng là cái cây mà có thể nói rằng là không chịu được cái vùng đất Hải Phòng mình nó nóng. Còn lại là hai cây thôi. Ở đây là cái luống đương quy, hồi đầu lõm mùa xuân lên rất là đẹp. Với cái lý do rằng là đương quy nó cũng là cái lơi di thực của xứ lạnh về, đâm là nó là cây di thực thì ở đây đến hè là nó sẽ gần như là sẽ không sống được. Đây còn lại có một cây này và một hai cây nhỏ có thể tồn tại được, đây là rất là ít và hiếm hoi còn lại được sống cho đến thời điểm này. Vì nó là cái cây di thực từ miền Bắc về, nó không trên mạng Bắc về, nó chỉ chịu được ở mùa lạnh thôi, sang mùa nóng là nó tự cháy lá và tự hỏng. Đây là cây đương quy còn lại của vườn thuốc bệnh viện công an. Còn đây là cây hòe, cây này mới trồng, lúc đầu nó chỉ cao chừng 3-40 phân mà thân nó chỉ bằng cái đũa ăn cơm. Thế nhưng sau một mùa hè vừa rồi đã lên phát triển tương đối tốt. Hòe thì sau này nó là cây to như cây bóng mát, nó có thể gốc, có thể to bằng bắp chân, bắp đùi được. Đâm với cái khoảng cách tuy bây giờ là 3 mét một cây, thế nhưng mà chỉ sau khoảng 2-3 năm thôi, cây phát triển bằng bắp chân, cổ tay. Thì tự nhiên rằng là bóng nó tỏa ra thì tự nhiên rằng là sẽ có một cái khoảng cách cây rất là hợp lý và đẹp. Đây là cái khoảng cách trồng hòe 3 mét một cây. Đây là những cây hòe mà trồng đầu năm bây giờ nó đã lên được cao gần bằng ngang với lại lưng người rồi, hòe phát triển rất nhanh. Đây nữa. Còn như cây này lúc mới trồng và nó đã bị chết gốc do đánh lên trồng lại, có cây nó hỏng, nó chết đi một phần dưới đây, chết đi một phần thân, sau đó nó khỏe, nó lại lên lại lượt mới, nên được lượt này nữa là ra rễ là cây hòe này vẫn có thể sống và sinh trưởng, tuy nhiên nó nhỏ hơn so với cây kia một chút. Còn đây là hôm nay chúng tôi đã đến đây đã đổ 10 khối đất bằng ô tô lớn đến đây và san ra, dùng xe rùa đổ san đều vào các luống. Đến đây như các bạn đang trông, đây là các luống chúng tôi đã đổ lên luống. Đây Thắng đổ lên, đổ tiếp luôn vào những luống nữa. Đây luống đổ và tới đây sẽ san ra để bổ sung thêm đất cho luống nó cao lên, sau một thời gian mưa là luống nó đã bị tẹt xuống gần như mặt bằng mặt đất, nên là đã bổ sung 10 khối đất vào để đổ vào đây. Hôm nay nó đổ đất ở đây và đổ thêm đất và bón thêm cho hai cây trà hoa vàng này, thì trồng cũng đã từ đầu năm đến giờ nó cũng đã đất nó đã lún xuống, cộng với như là mưa nó rửa trôi lên mặt ra lõm. Chúng tôi sẽ làm thêm đất và tới đây sẽ mang thêm phân bón gia cầm đến bổ sung bón cho không trào hoa vàng nữa. Tương tự như vậy chúng tôi tiếp tục chăm sóc cho nó và bón thêm